mọi người mình sẽ sử dụng cà chua và dưa leo để có cho diện tích bắt hầu mít. À không, hình như hết bột đường rồi á. Gắm cái cục này vô. Sẽ dùng cả cà chua này, sau đó mình sẽ đổi mơ đi nắm là gì? Sẽ dùng giá tỉa này để ta nhận lên xuống chắc. Sắc mẹ còn cà chua này đã này. Sẽ tắt nói thù lắm luôn á.
Một nửa hả? Cả các cô bên này bây giờ mình sẽ làm kịp một nửa cả các cô bên này. Đây, cái con đưa cô sợ. Gắm đi cả mọc lắm. Gắm nửa chân. Mình rất rồi. Cảnh thằng rợt thắng bảo mới nè. Thắng không bảo, thằng từ tắc không. Sẽ cắt thái lạc như léo để trang trí cho phong hóa cà chua này. Vậy là mình đã trang trí xong.
cà chua với chè leo để trang trí xong cái đĩa thức ăn này. Tạm biệt mọi người, bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau, bye.